Chào các bạn, rất vui hôm nay Trầm Hương Hoàng Gia chúng tôi về Thanh Hóa và đến vườn anh Tiến, nhà vườn Tuấn Anh ở ngay hông của nhà thi đấu. Đứng trước tôi là một tác phẩm xanh hoàn thiện, cây hai thân. Đây là mặt trước của cây các bạn. Phía mặt này thì anh ấy để chậu nó hơi chặt, các bạn thông cảm chút nhé. Đây. Thân chính thì là một cái thân trực. Thân nhỏ hơn thì là một thân siêu. Nhìn như là cặp đôi vợ chồng các bạn ạ. Cái thân siêu khá điệu. Thân trực kia thì khá là cứng cáp. Vùng bệ thì cực kỳ khỏe khoắn. Nổi. Rất đẹp. Các cái đầu ra quắp. Đây bị móng rồng này. Đây, tôi thích nhất là cái cách đan tay của cái tác phẩm này. Nó hài hòa và nó có một cái gì đấy nó cuốn quýt, nó gắn kết. Đây các bạn nhìn. Cái thân siêu là khá điệu này. Cái đoạn gù này. Đấy. Khá điệu các bạn ạ. Đây, cái vùng tay phóng ra của thân trực này với lại cái phóng ra cái đường tay phóng của thân hoành này. Đó. Nhìn tổng thể hài hòa. Cây hoàn thiện rồi. Nếu có điều kiện về Thanh Hóa thì các bạn qua vườn anh Tiến để giao lưu. Nếu bạn quan tâm đến các sản phẩm của Trầm Hương thì mời các bạn qua showroom của Trầm Hương Hoàng Gia ở Nội Am, Lê Ninh, Thanh Trì, Hà Nội, hoặc tham khảo các sản phẩm chúng tôi trên website hoanggianoi.vn, ojita.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.